Hello các bạn. Trên bàn của mình đây là một sản phẩm mà mình đánh giá là rất là nhiều bạn quan tâm trong khoảng chừng nửa năm đây ha, từ đầu năm đến giờ. Đó chính là một cái mẫu bàn phím cơ. Đó, thì đây chính là cái mẫu bàn phím cơ Ola F99. Thì trước khi mình nói về cái bàn phím này, mình muốn nói một cái. Các bạn sẽ chưa bao giờ thấy mình review một bất kỳ một cái bàn phím cơ nào ở trên kênh của Tech Lab đúng không? Thì điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì mình là một người xài MacBook. Mình gõ MacBook mình bỏ quen rồi. Khi mà mình chuyển qua con MSI GE68 mà các bạn coi video mà mình đính kèm ở trên đây nè, thì từ lúc đó mình mới tìm hiểu những cái mẫu bàn phím cơ. Nhưng mà tìm hiểu thôi thì mình thấy có rất là nhiều mẫu bàn phím cơ nó đẹp, nó ok nhưng mà giá nó cao. Còn những mẫu bàn phím cơ mà dạng tầm trung trở xuống thì nhiều anh em ở trên hội group nói là mua về là phải độ lại, phải bung ra, rồi phải làm phím, làm nút lại, rồi lúc lại gì tùm lum, rất là nhiều những thuật ngữ đó. Thì mình đang dần dần mình đang học những cái đó, bước vào con đường gọi là nghiện phím cơ. Nhưng mà chưa, ở đây mình đang suy nghĩ là vậy thì nếu như đối với một người mới như mình, hoặc là một người chỉ có nhu cầu gọi là một cái bàn phím đẹp, mua về mở ra và xài thoải mái, xài liền luôn và nó phải bền, thì liệu có con nào đáp ứng được nhu cầu của mình hay không? Và thật sự quá là may mắn khi mình biết phím cơ vào năm 2024 trở đi ha. Bởi vì hiện nay khá là nhiều những cái hãng làm bàn phím cơ tới từ Trung Quốc, họ đã làm ra những mẫu bàn phím nó dễ chơi hơn, nó dễ tiếp cận hơn và đặc biệt dành cho nhiều người, bao gồm cả nam lẫn nữ ha. Thì đây chính là mẫu bàn phím cơ Ola F99. Và khi mình mở hộp ra thì mình tin là không chỉ những người, những bạn nam như mình đâu, và những hội chị em phụ nữ, đặc biệt là những người mà hay làm kế toán cần bàn phím số cũng sẽ thích cái phiên bản này, bởi vì màu của nó mình đánh giá rất là đẹp. Cùng mình mở hộp nhé. Thì trong lúc mình mở hộp thì cũng tâm sự các bạn luôn tại sao mình chọn con này. Bởi vì mình đã từng được một anh bạn cho mình mượn trong lúc đi cà phê để mình test thử. Thì mình thấy khá là ấn tượng với phiên bản này ha. Thì Ola hiện tại có khá là nhiều những cái phiên bản, chẳng hạn như là F99, F87. F87 thì sẽ là một phiên bản gọi là TKL, có nghĩa là sẽ không có những bàn phím số riêng và chúng ta sẽ chỉ có phần bên trong thôi. Còn phiên bản F99 thì nó gọi là full size 99% luôn. Rồi các bạn sẽ thấy từ bên ngoài hộp khá là đẹp ha, chỉnh chu. F99 bự, dạng kiến trúc gasket nè, rồi bàn phím 99 key và có đèn led backlight. Mở hộp thôi. Đúng thật là ban đầu thì mình xài MacBook mà mình cũng chẳng hiểu tại sao anh em lại bị ghiền cái môn này quá. Nhưng mà bữa giờ được nhiều anh em cho mượn rất là nhiều những con phím từ giá rẻ vài trăm nghìn cho tới 3-4 triệu cũng có. Và đặc biệt luôn là mình cũng hơi nghiện rồi đó các bạn. Và đây chính là cái phiên bản mà mình đang trên tay đây, F99, phiên bản màu trắng và kết hợp với đó là màu xanh và màu tím ha. Thì như từ ban đầu mình có nói các bạn đó là tại sao mà cái hội chị em phụ nữ thích. Đây chính là lý do. Rồi, và bên trong thì nhà sản xuất còn cho thêm hai cái switch ngoài, là một cái lấy keycap dễ dàng hơn, cầm lên đặt xuống rút ra. Đó. Cuối cùng là một cái dây cáp kết nối, cái dây cáp kết nối từ cổng C và qua cổng USB-A. Và cái bàn phím này nó sẽ có 3 mode kết nối chính ha các bạn. Đó là kết nối qua cục receiver nè, kết nối qua Bluetooth và cuối cùng kết nối có dây. Phiên bản dây này thì mặc dù là không có bọc dù nhưng mà mình thấy hoàn thiện nó cũng khá là ổn. Có cái bộ phận chống nhiễu ở đây. Rồi, và hết rồi. Bây giờ mình sẽ tới ngay với nhân vật chính. Rồi, và đây chính là cái mẫu Ola F99 mà phiên bản mà mình đã mua được ha. Thì mình săn sale cái mẫu này ở trên sàn thương mại điện tử sau khi áp full mã vô, thì cái mức giá rơi vào khoảng 1,3 triệu. Đó, chưa gì hết là mình thấy nó đáng tiền rồi, bởi vì cái thiết kế như mình có nói lúc đầu là không chỉ các bạn nam, và mình nghĩ là hội chị em phụ nữ cũng thích cái bàn phím này, bởi vì nó có một cái tông màu trắng cực kỳ dễ thương, kết hợp với đó là màu tím và màu xanh nè. Đó, quá là đẹp luôn ha. Và đây chính là cái phiên bản full size 99%. Thì dành cho những bạn nào mà cũng mới chơi phím cơ như mình, không có biết những cái thuật ngữ đó, thì 99% có nghĩa là các bạn sẽ có một cái bàn phím nó chuẩn chỉ từ A cho tới Z luôn, là bao gồm bàn phím chữ bên đây, bàn phím số bên đây, full phím chức năng từ F1 tới F12 ở trên. Đó, đầy đủ hết, không khác gì một cái bàn phím laptop full size cả. Ngoài ra thì con này nó cũng có phiên bản F87 là dạng TKL, nghĩa là bỏ luôn cái phím số bên đây. Đó, cho nên là tùy gu các bạn thích nhỏ gọn, các bạn không có những công việc của bạn không cần đến bàn phím số thì các bạn có thể mua phiên bản đó ha. Về tổng thể thiết kế thì mình đánh giá là cái bàn phím này có một cái thiết kế rất là đẹp và cái chất lượng hoàn thiện của nó theo mình thấy nha. Mình đã từng cầm con này bên ngoài rồi, của bạn mình, nhưng mà lần này mình tự mua bằng tiền của mình thấy nó xứng đáng giá tiền quá. Mặt sau đi. Qua tới mặt sau thì các bạn sẽ thấy nè,
tuy là nó vẫn được làm từ nhựa nhưng mà mình thấy cái độ ọp ẹp là gần như không hề có. Và khi mà mình soi kỹ những cái khớp nối, những cái độ hoàn thiện của nó đi thì mình thấy nó cũng khá là ổn trong tầm giá luôn, không có gì phải chê trách cả. Chúng ta sẽ có bốn cái fit cao su ở đây giúp cho các bàn phím này cố định tốt được ở trên bàn. Một cái phần mà mình rất là thích luôn đó chính là phần kickstand hai lớp ở đây. Đó là ở đây có hai chế độ, khi mà mình để chế độ mặc định đi thì nó sẽ nâng máy lên, nâng cái bàn phím lên một chút và mình có thể gõ một cách cực kỳ thoải mái luôn. Và ngoài ra nó còn thêm một cái lớp nữa, đó là cái phần này. Đó, có nghĩa là tùy theo bạn, bạn thích nâng một cái bàn phím nó cao cỡ nào. Với cái này thì nó sẽ thấp hơn một chút và nó sẽ vừa tầm như vậy. Thì cái này cũng là tùy ha, tùy cái cổ tay của các bạn và tùy theo cái kiểu các bạn làm. Các bạn thích nó cao hoặc là các bạn thích nó phẳng phẳng thì các bạn có thể lựa chọn ha. Nhìn chung thì mình, nếu là mình đi thì mình sẽ không xài cái này và mình xài cái cao nhất luôn. Và thuận tiện để gõ phím. Rồi, và tới cái phần ở trên đây, mình sẽ show cho bạn coi luôn. Cái này chính là cái khu vực kết nối chính của con Aula F99. Và mình thấy là hình như cái này có một cái plate, một cái mặt phẳng kim loại nằm ở trên luôn. Và có hình như là có vát dạng bóng loáng ở đây luôn nè các bạn, nhìn khá là đẹp ha. Thì chúng ta sẽ có ba cái kết nối chính như nãy mình nói các bạn. Đầu tiên là cái Type-C ở đây, để các bạn kết nối có dây tới với những cái thùng máy bàn phím. Thì thật sự mà nói, kết nối có dây là nhìn dành cho những bạn nào mà thích chơi game mà muốn độ chạy thấp thì các bạn dùng. Cái thứ hai á là một cái cục receiver ở đây. Đây, tháo ra luôn. Thì đây, thực ra cái này không phải cổng USB nha các bạn, mà đây chỉ là cái nơi để đặt cái cổng, đặt cái cục receiver dạng USB-A này cho các bạn đỡ làm mất thôi. Và các bạn cắm vô các bạn xài không dây. Và cái cuối cùng đó là Bluetooth. Đó, thì tùy các bạn thích xài kiểu nào. Còn nếu mà với riêng mình đi thì có dây nó cũng khá bất tiện, Bluetooth thì nó cũng không ổn định lắm, thì mình sẽ xài cái cục USB receiver này, nó sẽ phù hợp với nhu cầu của mình. Và cuối cùng là về cái độ flex của cái bàn phím này, thì khi mà mình cầm trên tay mà mình có bẻ thử đó thì nó cũng hơi bị cong cong nhẹ, nhưng mà hoàn toàn là không có nhiều nha các bạn. Nói chung là cái độ hoàn thiện mình đánh giá khoảng chừng 7-8/10 đó. Với tầm giá này thì khá là khó để chê con F99 này. Tất nhiên đó là đối với những người mà ít xài phím cơ như mình. Nếu như bạn nào mà nghĩ là trong cái tầm giá khoảng chừng 1.3-1.4 mà có những cái bàn phím nào nó ngon hơn, nó xịn hơn thì các bạn comment bên dưới để mình cùng học hỏi nha. Mình sẽ coi những comment của các bạn mà mình mua, mình trải nghiệm luôn. Đó, còn ở thời điểm hiện tại thì mình khá là hài lòng với con F99 này. Rồi, và bây giờ thì tới phần mình sẽ kết nối với máy tính và trải nghiệm gõ thử cho các bạn xem nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ gõ thử cho các bạn xem nha. Thì nhưng mà cũng thấy thì mình mới vừa gõ thử cái bàn phím này thì các bạn cũng đã nghe được cái tiếng của nó rồi ha. Thì đối với cá nhân mình sẽ nói trước về cái cảm nhận của mình, thì mình cảm thấy là nó nghe cái tiếng nó đã thật các bạn. Nếu như những bạn nào mà chưa từng xài phím cơ hoặc là quen xài trên bàn phím ở trên laptop đi thì các bạn qua con này thì cảm giác gõ của nó, phải nói là nó không chỉ đã về cái phần mà mình gõ cái chạm đâu, mà cái tiếng của nó mình nghe cũng thấy nó rất là ấm và nó rất ok ha. Thì giờ mới hiểu tại sao rất là nhiều người bị nghiện coi gõ phím cơ ha. Hồi xưa mình không có hiểu, giờ mình đã hiểu rồi. Thì mình cảm thấy là cái bàn phím này khá là dễ dùng. Và cái layout này cũng là một cái layout cực kỳ quen thuộc. Nếu như các bạn nào mà đã từng gõ phím trước đây trên bất cứ một cái bàn phím dạng truyền thống nào đi thì qua đây gọi là cực kỳ dễ làm quen luôn. Trong quá trình mình gõ thì mình cũng gõ sai một xíu, nhưng mà về tổng thể thì nó cho mình gõ nhanh nè. Thứ hai là nó không bị gọi là bị cứng hoặc là bị nặng quá là nhiều ha. Mình có thể linh hoạt di chuyển 10 ngón tay của mình, khá là ổn áp. Đó. Về mặt thị giác thì ngoài cái việc gõ hay ra thì cái bàn phím Aula F99 này còn có một cái hệ thống đèn LED nữa. Và đèn LED này mình có coi là đèn LED này đổi màu nha các bạn. Các bạn có thể vô phần mềm Aula F99 để các bạn có thể đổi theo từng cái màu các bạn sử dụng. Rồi, thì các bạn cũng thấy thì mình đã tháo một cái phím ra cho các bạn coi thử ha. Thì các bạn thấy là đây là phím dạng double shot hai lớp, nó rất là dày dặn luôn. Và cái phần ký tự ở trên đây là cái dạng được sơn chứ không phải là được làm dạng trong suốt để ánh sáng từ đèn nền có thể xuyên qua được.
Chính vì vậy đó, với ý kiến cá nhân của mình đó, thì mình sẽ xài ánh sáng đèn màu trắng mặc định ha. Thì khi kết hợp với một cái thiết kế cũng màu trắng kết hợp với những màu dạng Pantone như vậy nè. Đó, dạng màu tím, màu xanh này nọ thì nó sẽ phù hợp hơn là đèn LED RGB. Thì cái này tùy thôi, các bạn muốn xài RGB cũng được. Còn với mình thì màu trắng là ok là nhất. Rồi, để tổng kết lại về cái mẫu bàn phím này, tất nhiên mình đã nói từ đầu video rồi, mình không phải là một người review chuyên nghiệp về bàn phím, mình cũng là một người mới chơi thôi. Nhưng mình cảm thấy là con bàn phím này đúng thật sự là sinh ra dành cho những người như mình, một người gọi là mua bàn phím về chưa có kinh nghiệm và muốn xài được luôn. Đó, mình có đọc ở trên mạng á thì khá là nhiều anh em reviewer công nghệ nói là bàn phím này thì đã được nhà sản xuất họ tinh chỉnh sẵn rồi, được lúp sẵn những phím này rồi, cho nên là cái việc phổ phím rất là êm, cái phím space này nó không hề bị trong trên nè, hay là việc gõ phím này nó rất là mượt mà và không có mang lại một cảm giác khó chịu gì hết. Thì mình đúng thật mình cũng có cảm nhận như vậy, nhưng mà thực sự nó có tốt hơn cái việc là các bạn tự mang về, các bạn tự custom phím hay không thì mình chưa thể nào nói được ha. Nhưng ở một cái tiêu chí gọi là mua về mì ăn liền xài luôn, nó ổn định và nó đủ đẹp với mình hay không, thì mình giá con F99 này đều đạt được cả. Và nó rất là giá trị so với cái tầm giá khoảng 1.3 triệu nếu như các bạn săn sale được ha. Rồi, và đó là tất cả những gì mình muốn nói về cái mẫu Ola F99, một cái bàn phím cơ đang rất hot thời gian gần đây ha. Thì nếu như bạn nào có những cái câu hỏi hoặc là những cái góp ý nào dành cho mình về mẫu Ola F99 này thì hãy để lại comment ngay bên dưới nha. Mình sẽ xem và trả lời cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.